Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Đầu Câu Trần Tiến nha. Hôm nay thì em giới thiệu tất cả cô chú anh chị một lô máy bẫy Nhật. Thì lô máy này là giá từ 200 ngàn trở lên nha mọi người. Giá từ 200 ngàn trở lên. Lô này là lô quy nha mọi người. Lô quy. Lô quy giá em bán là chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển nằm khoảng 30 đến 40 tùy vào khu vực giao hàng nha. Anh em lấy một máy cũng 30 đến 40, mà hai ba máy phí cước nó cũng khoảng 30 40 nha mọi người. Em đóng chung một kiện. Rồi, em theo con Q1 trước nha. Rồi, Q1 là con máy ngang. Đó, Q1 con máy ngang. Con này là con Daiwa. Daiwa BW2 Made in Japan. Đó. Máy ngang tay phải. Con này còn quay rất là ok mọi người, lựa cước còn quay chạy rất là ok nha. Mọi chức năng thì ok. Mọi chức năng còn rất ok nha mọi người. Rồi con Q1. Q1 này em bán với giá là 300 ngàn. Q1 này em bán với giá 300. Q1 giá 300 ngàn. Rồi tới con máy Q2. Q2 này là con Shimano. Shimano Red 5. Bantam ghép file tay phải nha mọi người. Đó, tay phải. Máy tay phải nha, mọi chức năng đều ok không lỗi. Con này là Made in Singapore. Made in Singapore. Rồi, lựa cước còn rất là ok nha mọi người. Đó. Rồi con này con Q2. Q2 này em bán với giá là 300 ngàn. Q2 giá 300. Rồi, tới con máy Q3. Đó. Q3 này con lua máy ngang tay phải. Đây tay trái. Con lua tay trái nha. Đây qua ST10. Đó. Quay tay trái nha mọi người. Quay rất là ok. Lừa cước còn rất là ngon nha. Đó. Lừa cước còn rất là ngon. Con này là Made in Japan luôn nha mọi người. Con này tay tay trái. Rồi, con Q3 này em bán với giá là 450 ngàn. Q3 giá 450 nha. Q3 giá 450. Rồi, tới con máy Q4. Q4 là cũng con máy ngang luôn mà tay phải. Đó, con tay phải. Đây qua ST10 Made in Japan. Tay phải. Mọi chức năng thì ok nha mọi người. Con này chạy nhiều nha mọi người. Con này Q4 em bán với giá là 250 ngàn. Million Naire gì nè. Đó. Q4 giá 250. Da. Rồi, tới con máy Q5. Q5 nè, con Daiwa Carbon Printer 900B. Size con này là size 3500 ở Made in Taiwan. Thân nồi carbon tay quay kim loại. Mọi chức năng thì ok nha mọi người. Con này con Q5. Q5 này em bán với giá là 230 ngàn. Q5 giá 230 ngàn. Tới con máy Q6. Q6 này là con Ryobi GX200. Đó, con này Made in Japan, nồi carbon, thân kim loại, tay quay kim loại. Con này quay rất ok nha mọi người. Đó, quay rất là nhẹ. Size con này là size 2000. Size 2000. Đó. Mọi chức năng đều ok. Con này con Sa Q Q6. Con này con Q6.
Q6 này em bán với giá là 250.000. Đó, Q6 giá 250. Đổi tay trái phải đều được. À, tới con máy Q7. Q7 này là con Shimano Holiday Pin 3000, size 3000. Made in Malaysia. Đó, cái vô lăng cước ở đây thì nó bị chóc cái lớp xi bạc nè, nó hiện ra cái lớp đồng ở trong nè mọi người. Mọi người thấy không? Nó liền hiện ra cái lớp đồng ở trong. Không có sao nha, câu kéo vẫn bình thường giống như cái lớp xi ở phần ngoài nó xi lại cho nó bóng thôi. Nó chốc ra nó hiện cái phần đồng đồng thau ở trong nè. Vẫn bình thường nha, không có hư nha. Đó, tay quay thì hơi bị nổ một tí, nổ nổ nước xi. Còn máy này thì còn nguyên một ổ cước dây PE luôn nè. Đó, anh em nào mua máy này thì đỡ mua phải dây. Dây này mua thị trường không là một trăm mấy chục ngàn, 100 mét. Trong ổ cước này hơn 100 mét, có khi 200 mét. Đó. Mua cái máy này được tặng cái ổ dây nha. Quay rất ok. Rồi con này con Q7. Q7 này em bán với giá là đâu rồi? Q7 này em bán với giá là 350.000 nha mọi người. Q7 em bán giá 350.000. Anh em cứ nghĩ cái ổ dây này là mua thị trường là cũng khoảng 200 200 mấy, gần 300. 300.000 ổ này. Gần 200 mét, gần 200 mét dây. Đó. Tính ra cái máy mua cái này được cái ổ mà được cái máy được cái cuộn dây nữa, anh em đánh nó ngon luôn nha. Rồi, con này con Q7. Rồi tới cái máy Q8. Q8 này là con Jabra Pin ES 4000. Size con này là con size con này là size 8000, hãng Sina. Made in Korea. Nồi nhôm. Đó, tay quay kim loại. Quay rất là ok nha mọi người. Đó, con này size 8000. Mọi chức năng thì ok. Con này con Q8. Đó, Q8. Q8 này em bán với giá là 300.000. Q8 giá 300. Q8 giá 300. Rồi tới cái máy Q9. Q9 nè, con Ion 1000, size thật con size 4000. Cước số 4 như được 150 m. Made in Korea, thân nồi carbon tay quay kim loại. Trong ổ máy còn một ít cước dây PE nha. Chắc còn cỡ mấy chục mét á. Tay quay thì nó hơi bị ăn nước muối một tí. Đó, tao quay hơi nước muối một tí. Con này con Q9. Q9. Q9 giá 230.000 nha. Xài 3 bạc đạn. Rồi, tới con Q10. Q10 là con Daiwa ST900. Đó, size con này là size 5.000. Size 4.500, 5.000. Tùy giờ anh em đánh giá nha. Thân nồi kim loại. Tay quay kim loại. Made in Japan. Con này chày nhiều. Đúng không? Ở đây nó bị gỉ sét nè. Đó, anh em thấy không? Nó bị gỉ sét nè. Không ảnh hưởng nha. Dây nó đi cước ra cái vô lăng này nè. Nó có rãnh cước nè. Nó đi ra đây. Chứ không có đụng chạm dưới đây. Anh em yên tâm nha. Câu kéo vẫn ngon lành. Mấy con máy này thì em sẽ bán giá ok cho mọi người luôn. 280.000. Đó, con Q10 giá 280.000. Q10 giá 280.000. Mọi chức năng đều ok nha mọi người. Đó, Q10 giá 280.000. Mọi chức năng đều ok. Rồi, Q10. Rồi tới con Q11. Q11 này là con Shimano Dust 4000. DOS nè mọi người. Đó. Size thật nó size 6000. Thân với tay quay còn rất là ok nha. Đó.
Chỉ có cái nồi này là nó hơi bị rớt nước, rớt sơn. Anh em về sơn cái nồi lại là đẹp long lanh luôn nha. Nó tháo hết dây ra, xả nhám mịn, xả hết mấy cái sơn cũ. Phun lại cái sơn mới vô, sơn đen vô. Là đẹp liền luôn nha mọi người. Con nồi quay rất là ok. Thân nồi kim loại, tay quay kim loại. Con này nó không để made in nha, nhưng mà cái con này nó hàng nội địa Nhật. Mấy cái dòng nồi đồng có đá này nè, thân nồi carbon, tao động thân nồi kim loại, tao quay kim loại nè, và nó là chỉ có hàng nội địa Nhật nó sản xuất thôi nha mọi người. Hàng nó cũng cổ rồi. Rồi con Q11 đó, Q11 này em bán với giá là 380.000. Q11 giá 380.000, mọi chức năng đều ok đó. Rồi Q11 giá 380.000. Rồi tới con Q12. Q12 này là con Shimano Titanos đó, ZZ500. Con này size 500 nha mọi người. Made in Japan. Thân nồi carbon, tay quay kim loại. Đó, quay rất là ok. Mọi chức năng đều ok nha mọi người. Đó. Con này made in Japan nha. Con Q12. Q12 này em bán với giá là 250.000. Q12 giá 250. Q12 giá 250 nha mọi người. Đó, 250. Rồi tới con máy Q13. Q13 này là con Olympic 800. Size của nó là size 1.500. Đó. Nó để made in ở trên cái nồi made in Korea nha mọi người. Nó made in Korea nè, Hàn Quốc. Thân nồi carbon, tay quay kim loại. Nó còn quay rất là ok, quay nhà hững à. Quay ok lắm nha mọi người. Rồi con này con Q13. Q13 này em bán với giá là 200.000. Q13 giá 200. Q13 giá 200.000 nha mọi người. Rồi tới con Q14. Q14 này là con Daiwa XT1000. Size con này là size 4.000. Made in Taiwan. Thân nồi carbon, tay quay kim loại. Con này quay rất là ok, nhẹ. Đó. Quay rất là ngon nha mọi người. Nè, quay nó dướng cước nè, nó kêu xè xè nè. Chứ không bị nha. Đó, dướng cước á. Đó. Mô bình sống, mọi chức năng đều ok. Còn con Q14. Q14 này em bán cái giá là 260.000. Đó, Q14 giá 260.000. Rồi, tới con máy Q15. Q15 này con SSM SF500X. Size con này là size 5.000, cước số 5 vô được 150 m, made in Korea. Đó, thân nồi carbon pha, tay quay bằng kim loại đúng không? Đúng rồi, tay quay kim loại. Đó, quay rất là ok nha mọi người. Đó, còn con Q15. Q15 này em bán với giá là 230.000. Q15 giá 230.000. Q15 giá 250 nha. Ai lộn, 230.000. Rồi tới con máy Q16. Q16 này là con Shimano Z800. Size con này size 4.000, 4.500, tùy giờ anh em đánh giá nha. Made in Japan. Đó. Nè, anh em xem rõ nha. Quay thì nó khi sụp nồi xuống nó kêu mọi người. Đó kêu cái tiếng gió, với lại cái má phanh ở trong nó sẽ có một cái má phanh bằng kim loại á. Khi mà đá xuống á, thì sẽ lực cái lực nó đưa cái cốt từ trên đây nè, nó đưa xuống nó sẽ nhanh và nó có lực hơn. Nó làm cho cái gió của trong máy này nó ốp vô đây nè. Khi mình dội cái nồi xuống một cái là nó sẽ nghe cái bụp bụp đó,
Em thấy không? Đó, cái đó là cái gió, cái hơi gió. Nên tại sao đời mới bây giờ nó thường đóng mấy cái lỗ ở trên cái nồi để cho nó thoát gió. Thoát gió cho quay nó êm hơn. Con này con quy 10. Con này quy 16. Thân nồi cặp kim loại, tay quay kim loại, made in Japan. Đó, con này con quy 16. Quy 16 này em bán cái giá là 380 ngàn. Con này còn rất là đẹp. Nhưng mà nó bị mất một cái logo bên đây nha mọi người. Đó, con này thấy chung còn rất là đẹp, còn logo che lại một cái là nó đẹp luôn á. Rồi, quy 16 giá 380 ngàn. Tới con quy 17. Quy 17 nè, con Mamiza OB thương hiệu con của Olympic nha. Con này VX 1000, size của nó size 4000. Size 4000. Nó ghi là cước số 5 như được 150 m, chứ ngoại hình nó tương đương với 4000 thôi nha mọi người. Con này là made in Bangladesh. Made in Bangladesh. Nó có để chữ Bangladesh đây nhưng mà nó có là cái tem dán á, nhưng mà nó rớt rồi. Đó. Thân nồi carbon, tay quay kim loại. Con này con Q17. Q17 này em bán với giá là 200 ngàn. Đó, Q17 giá 200. Q17 giá 200 nha mọi người. Rồi, tới con Q18. Q18 này là con SXM spin 4000. Nó ghi 4000 với size ngoại hình tổng thể nó tương đương với 3000 thôi nha mọi người. Đó, ngoại hình tổng thể tương đương với 3000 thôi. Cước số 3 vô được 140 m. Made in Korea. Nồi kim loại, tay quay kim loại, thân carbon. Con này có hệ thống ABS luôn nha. Quay lại gịch lại nó dính liền luôn. Đó, quay rất là êm, êm nhẹ mượt. Mọi chức năng đều ok. Con này con Q18. Q18. Q18 này em bán với giá là 220 ngàn. Đó, Q18 giá 220 ngàn. Mọi chức năng đều ok. Tay quay bị chóc nước sơn nè. Rồi, Q18 giá 220 ngàn. Lua ISO. Ngon nha mọi người. Rồi, tới con Q19. Q19 nè, con đây qua custom A. Ở custom A. Sao nó size 4000. Dòng đây qua cái custom A này nó made in Japan. Nhưng mà nó không để chữ Japan ở đây nha mọi người. Con này dòng đời cổ lắm rồi. Nồi carbon, thân kim loại. Đó. Bị hơi bị gỉ đây, không sao nha anh em, về lấy với mấy giấy nhám mịn nó xả một cái là nó hết à. Đó, mọi chức năng đều ok. Anh em lưu ý nha. Mở cái nồi ra thì cái này nó không có cái đồ giữ giữ cái logo lông đền, mở ra lấy ra được nè, thấy chưa đó nè. Đó, mở lấy ra được mấy con lông đền ở trong nè. Anh em về chơi á, thì lấy ra thì cẩn thận tí nha, còn gắn vô thì nó dính cứ cố định ở trong máy rồi, nó không có ảnh hưởng gì á. Đó, gắn vô cái nắp này đậy lại là cố định trong máy rồi. Đó, bình thường không ảnh hưởng gì hết. Dưỡng dây rồi, cãi đi. Con này con Q10, Q19. Q19 này em bán với giá là 230 ngàn. Đó, Q19 giá 230 ngàn. Rồi, Q19 nha, nó dưỡng dây rồi. Rồi, Q19 giá 230 ngàn. Tới con Q20. Q20 con Diamond. Diamond tắc lê. Size con này là size 1000. Dành cho anh em à, câu lua. Câu lua, câu ISO. Đó, ngon. Gazelle 4.7. Cước số 2 được 150 m. Con này quay rất ok nè, thấy chưa. Đó. Con này made in Korea. Thân nồi carbon, tay quay kim loại. Con này con Q20. Q20 này em bán với giá là 200 ngàn. Q20 giá 200. Rồi tới con Q21. Q21 này là con Shimano
3S4 đó, size con này là size 6.000, made in Japan, thân nồi cận cơm kim loại, tay quay kim loại, tay quay hơi bị ăn nước muối một tí không có sao nha, câu kéo vẫn bình thường đó, quay rất là ok. Muốn gặp tay lại thì anh em gặp này nè, gặp này nè, gặp lại thôi, mở ra cái tự đá lại đó. Quay chế độ hai chiều, quay rất là ok. Con này cầm nó rất là nặng tay, nặng, dành cho anh em nào đánh biển, đánh biển thì rất là ok nha. Đó. Con này con Q21, Q21 đó, mọi chức năng thì ok rồi. Con Q21 này em bán với giá là 450.000, Q21 giá 450 nha. Q21 giá 450. Tới con máy Q22. Q22 là con Daiwa Grand 1.500, size 1.500 nha mọi người. Chất liệu thân nồi carbon, tay quay kim loại, made in Thái Lan. Đó, con rất là đẹp. Quay cũng rất là ok. Mọi chức năng thì ok. Con này rất là ok nha mọi người. Đó. Con này con Q22. Ở Q22 này em bán với giá là 280.000. Q22 giá 280.000. Mọi chức năng là đều ok. Rồi. Tới con Q23. Q23 này con Alpha Tắc Lê. Ở 4.000, nó ghi 4.000 với size thật có tới 5.000. Nồi nhôm. Thân kiểu carbon, tay quay kim loại. Con này sử dụng là 5 bạc đạn. Ở hệ thống ABS luôn nha mọi người. Sử dụng 5 bạc đạn hệ thống ABS luôn. Quay rất là ok. Quay nhẹ, mượt, mượt lắm nha mọi người. Còn là con Q23. Q23 này em bán với giá là 250.000. Ở Q23 giá 250. Tới con Q24. Q24 nè, con Ryobi Tôm 3. Đó. Thân nồi kim loại, tay quay kim loại, made in Japan. Con này còn rất là đẹp. Đó, con rất đẹp nha mọi người. Đó, anh em xem nha. Con rất là đẹp. Chỉ hơi bị chạy ngay chỗ này một chút. Quay rất là ok nha mọi người. Đó. Còn con Q24 size tương đương nó size 6-7 ngàn, tùy vào anh em đánh giá nha. Q24 cốt của nó nha. Đó. Rồi, Q24 này em bán với giá là 650.000. Q24 giá 650 nha. Rồi, anh em nào lấy con Q mấy cứ alo trực tiếp cho em nha. Rồi, em cảm ơn mọi người.